khóc than với trời sao ông quá bất công, kiếp duyên này vẫn chưa tròn đã hóa hư không. Gói khăn tiên người chinh chiến chốn sân khê, ngờ đâu đây là lần cuối đi mãi chẳng về. Ngậm ngùi ngắn khóe mi đang dài, duyên số đã an bài để người đi không phải lưu luyến người ở lại. Phần hồng nhan quyết tâm thay chồng, che nỗi đau trong lòng, từ lầu hoa mang hận cầm ra trốn xa trường. Chiếc lớp thanh y khoác lên thân ngọc chiếc chiến bào, đằng đông gió giông ngút ngàn, đoạn trường vắng thấu tận trời cao. Tiếp bước ta đi biết rằng sẽ không thể trở lại, giọt lệ tuôn rơi nước mắt ta tuôn trào bờ mi. Hết rồi, hết nửa bài rồi. Xem như em chẳng may, bài này hay là chị Chi ơi. Em chào anh Võ ạ, chào anh Mạnh Quyền, chị Trinh Lê, đứng rồi anh chị thả tim thả like đi anh chị nào. Anh chị vẫn chưa đoán được tên bài hát này đúng không? Cái bài này nó lạ lạ anh chị ạ, và làm nhạc mới đi anh chị. Hello chị Phương, chị Huyền ạ, cảm ơn anh chị. Bây giờ hỏi về kem chống nắng thì mình để lại số giúp em nha, chị Bùi Lan Tuyết nha. Để số điện thoại giúp em đi, tí xíu tụi em sẽ tư vấn liền, anh chị cứ để số điện thoại của mình lại nha. Ngậm ngùi lăn khóe mi lan dài, duyên số đã an bài, để người đi không phải lưu luyến người ở lại. Phần hồng nhắn quyết tâm thay chồng, che nỗi đau trong lòng, từ lầu hoa mang hận cầm ra trốn xa trường. Chút lớp thanh y khoác lên thân ngọc chiếc chiến bào, đằng đông gió giông ngút ngàn, đoạn trường vắng thấu tận trời cao. Nếu là hôm nay không gặp mấy năm xuống nơi này, giọt lệ tuôn rơi nước mắt ta tuôn trào bờ mi. Dẫu bước ta đi chẳng còn nơi nào để trở lại, ở đây có trăm kiếp người chẳng hỏi than số trời đã ban. Nếu là hôm nay không gặp mấy năm xuống nơi này, đây là ý trời cho chúng ta lại được bên nhau. Quả phụ tướng, đúng rồi chị Hoa và Vân ơi, chị Huyền này. Bài sau sẽ là bài xem như em chẳng may được không ạ, chị Chi nhỉ? Ok chị Chi nhá, bài sẽ là bài em xem như em chẳng may. Nhưng mà tụi em vẫn thấy là em rất là may mắn khi mà được gặp anh chị, và được anh chị yêu thương, dành cho tình cảm rất là nhiều, dành cho Sao Băng và Nhật Lệ. Em chào chị Phạm Hương, đúng là quả phụ tướng đấy chị Trang ơi. Dạ đúng rồi nha anh chị nhá, chị Trang này, chị Hương, chị Cúc Thu ạ, chị Kelly nữa này. Vừa nãy thì em có nhìn thấy bài xem như em chẳng may, em thấy bài này hình như là bị lãng quên, và cũng may qua hôm nay có chị gái nhắc cả bài 10 ngón tay nữa này, chị Nhi này cũng lâu lắm rồi không hát ạ. Em mong rằng là các anh chị thấy bài nào mà chúng em bị quên, hoặc là bị gọi là chưa kịp loát được, thì anh chị có thể lên cho em những cái bình luận tên bài hát, chúng em sẽ bấm cho anh chị mình nghe nhá. Và bây giờ thì chúng ta đến với nhạc luôn anh chị nhá, với một sáng tác rất là dễ thương của Trung Ngon, ca khúc mang tên Xem Như Chúng Ta Vẫn May. Ok, xem như chúng ta vẫn may khi còn gặp thấy nhau anh chị ơi. Chị Trần Hiền này, chị Bình này, anh Trần Tùng, cảm ơn anh chị yêu. Chào chị Vũ Thị Tía nhá, chị Bình Lo, anh Trần Văn Tùng đã có mặt ở đây rồi. Người hôm qua em thấy là ai đây? Sao anh lại chất lặng như vậy? Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngần ngừ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối? Con tim em vỡ tan mất rồi. Từng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, mây. Dại khờ thua ấy khi đan bàn tay, mây. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây, thân gầy xem như em vẫn may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, vương quanh khi biết em là người giữa hai người. Dịch cho nhau ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa, em không muốn nghe. Chào chị Hiếu Lộc, chị Lê Thị Nhâm, chào bé Trang Dương. Thank you chị, ok, lại được nhận lời khen là giống chị Cẩm Ly, wow, tuyệt vời quá. Cảm ơn chị Hoài Phạm, chị Lê nhá. Gặp anh Thông ở đây rồi. Vậy chị Phương em cảm ơn chị, cảm ơn anh Kevin, chị Cúc Huỳnh ạ. Thank you anh chị. Đúng rồi chị Kelly, em chào chị ạ. Ngày
Cảm ơn anh Tuấn Hùng nhé, anh Hoàng Minh Đỗ, chị Lê Xuân Giao, chị Kim Em. Tại sao yêu đến thế lại gian dối? Gian dối. Con tim em vỡ tan mất rồi. Từng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, Chúa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Mây. Dậy khờ thua ấy khi đang bàn tay. Yêu thương cho hết chỉ giữ lại đây thân gầy, xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, vùng cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhớ mấy những lời ngon tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Mây. Dậy khờ thua ấy khi đan bàn tay. Tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy, xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Vương tươi khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhớ ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Chào chị La, chị Kelly Trần. Dạ em cảm ơn anh Xuân Giao, chị Đào Thanh, chị Hương này. Ngoài 30 là chị Cúc Thu ơi, ok luôn này. Dạ em cảm ơn anh chị hôm nay nghỉ làm chơi tới bến luôn hả anh chị, ok. Cảm ơn anh Phan Hiến, chị Kelly. Anh chị quên là cái bài tiếp theo là mình hát bài gì rồi. Em vẫn chưa thấy anh chị comment tên bài hát tiếp theo. Chưa thấy làm sao hát được đây, anh chị lên nhanh nhanh nhé chị nhá. Em nhìn thấy rồi, em nhìn thấy hai bài á. Em nhìn thấy một bài là một bài ngoài 30 à. Với lại một bài là bài Khuê Mộc Lang à. Nhưng mà hai bài này đều hay quá, không biết hát bài gì. Bài gì trước anh chị nhỉ? Khuê Mộc Lang hay là ngoài 30? May quá ở đây vẫn không ai có ai ngoài 30 tuổi hết. Ở dưới 30 thôi. Dạ yeah, đúng rồi, chúng ta vẫn còn trẻ lắm anh chị ơi. Các anh chị cho chúng em xin một lượt tên bài hát đi ạ. Anh chị muốn nghe bài ngoài 30 hay là bài Khuê Mộc Lang ạ? Khuê Mộc Lang thì nó hình như là cũng hơi ít hát một tí, nhưng mà chúng em muốn tham khảo ý kiến của anh chị. Biết đâu anh chị vẫn muốn nghe bài chương ngoài 40 đúng không ạ? Dạ yeah, ok, hình như là cái comment nó bị ẩn rồi anh chị, cho nên anh chị chúng ta comment lại một lần nữa nhá. Mình bận qua mình ấn F5 đi. Tự nhiên thấy nó hơi chậm. Nhấp chuột vào đi, nhấp chuột vào đi. Anh chị ơi, chúng ta mỗi người một bình luận đi ạ, để chúng em nhìn thấy anh chị và đặc biệt là hát theo yêu cầu của anh chị. Qua bến đò quan em chào anh Xuân Giao nhá. Hay lắm hai em, cảm ơn chị Cúc Huỳnh. Chắc là trong khi chúng ta chờ đợi anh chị bình luận thì mình có thể lên một cái bài ngoài 30 trước đi. Đúng okay. không? Được không? Ok. Ngoài 30 thì em thấy nó rất là hay, và nếu mà anh chị muốn nghe bài Khuê Mộc Lang thì cũng được thôi anh chị. Đấy 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 đấy, bây giờ này. Ủa được, Khuê Mộc Lang lại nhiều quá, để chúng ta lại phải quay xe rồi. Lệ Băng Quay Xe, không 30 nữa. Khuê Lâu quá không hát cái bài Khuê Mộc Lang á. Đúng rồi. Em sợ nó hơi bị khét đấy. Khét đấy, khét thì anh chị nhớ bình luận nhiều lên chúng em đỡ khét nha các anh chị nhá. Làm người lạ đi em. Ôi bài đó lạ quá chị Bằng Lăng Tím. Ngoài 30 cũng nhiều nè. Anh chị mà muốn nghe bài ngoài 30, chị lại bình luận 30. Nếu mà nhiều chúng em bấm luôn sau bài này cho anh chị. Đúng không ạ? Đúng rồi. Cô đơn dành cho ai cũng hay, anh Hoàng Minh ơi. Tiếng đàn mong qua núi tang tình tang ơi a tình, giữa nghìn trùng mây suối duyên tình ai viết lên lời ca. Hạ thu nhớ cơ sao không còn, có nhân sự vẫn chờ, chỉ còn lại tiếc thương hoài vẫn vương nồng tháng đó. Mối tình từng hẹn ước lưu truyền bao kiếp duyên bi sầu, để gặp người khi trước ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng sâu chốn thiên bồng lục tình ai khiến ta vương tình. Hỡi thế thái nhân gian luân hồi ai ơi, chẳng Khuê Mộc Lang vẫn thương ý chung nhân tình hạ hoa. Có sau khi đã thương phùng duyên đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời, Khuê Mộc Lang đã đâu nhìn theo nước mắt tràn đan thanh cho sao kia nguyện theo bất y nhân tình, kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Bài này chắc phải 2 năm rồi em không hát lại em quên mất tiêu rồi anh chị. Để cho Lệ hát bài này nha anh chị nhá. Bởi vì cái bài này chúng em khá lâu rồi không hát, bây giờ mới nhớ đến nó anh chị. Ok, ngoài 30 sau bài này chúng em nổ cho anh chị bài ngoài 30 nhá. Let's go. Xuống đi anh chị ơi, sắp lên 3K rồi kìa anh chị.
Cái bài này là cái nhịp của nó cũng hơi khó đó anh chị ạ. Cái bài này em có cover trên YouTube rồi mà hơn 2 năm em không đụng tới nó, em quên không biết nó lên xuống chỗ nào luôn anh chị. Cảm ơn chị Thanh Thủy, cảm ơn anh chị yêu, bình luận nhiều lên đi ạ anh chị ơi. Một thủa yêu người, ok. Mối tình từng hẹn ước lưu truyền bao kiếp duyên bị sầu. Để gặp người khi trước ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng sâu chốn thiên bồng lục tìm ai khiến ta vương tình à. Thôi thế tha nhân gian luân hồi ai ơi, chẳng khuế mộc là vẫn luôn tìm theo ý chung nhân tình hạ phàm bánh hoa. Có sao khi đã tương phùng duyên đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời, khuế mộc là đã đâu nhìn theo nước mắt chẳng đã thay cho sao kia. Hạ phàm bánh hoa, có sao khi đã tương phùng duyên đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời. Khuế mộc lan đã đâu nhìn theo nước mắt chàng đã thành cho sao kia. Nguyện theo bất kỳ nhân tình, kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Chào Tuấn. Ok anh chị yêu, bài này nó khá lâu rồi không hát, về đây bị quên đấy anh chị ạ. Cảm ơn chị Loan nhé, cảm ơn chị em Kim. Wow, 3.1 rồi anh chị yêu ơi. Ok, Nguyễn Nhã Trúc một thuở yêu người cũng rất là hay nè. Ok nhá. Cảm ơn Nguyễn Tuấn Anh, xinh gái đúng không? Cảm ơn anh trai. Nếu mà theo dõi mà không có thông báo, anh chị nhớ kiểm tra lại xem là... Anh chị kiểm tra lại xem mình đã theo dõi kênh Duy Trinh chưa nhá anh chị nhá. Cảm ơn chị Phạm Hương, cảm ơn chị Phương Dung này. Chị đeo kính tên gì vậy? Chị ấy sung quá. À... Lúc nào chúng em chả sung anh chị ạ. Cứ lên live với các anh chị là sung rồi. Nhưng mà gọi em là Nhật Lệ đi, đừng gọi chị nhá. Gọi chị em không hát được nữa đâu. À, ok anh Lê Hưng gửi cho anh bài Bất Quá Nhân Gian đúng không? Ok anh trai đợi tí xíu nữa nha. À, anh có mặt ở đây lâu lâu anh nhắc lại lần để tụi em nhớ nha anh trai nha. Ok, Bất Quá Nhân Gian được luôn anh ơi. Cảm ơn chị Bình này. Yên tâm đi anh chị bình luận 30 để nhắc lại chúng em đúng không ạ? Yên tâm đi, chúng em nhớ mà. Riêng gì chứ nợ bài gì anh chị là phải bật, không có là anh chị dỗi đấy. Anh chị giận anh chị không chia sẻ cho nữa đâu. Bây giờ là được hơn 3k rồi và em mong muốn các anh chị ơi, nếu anh chị nào mà chúng ta nghe được những bài mà anh chị thích thì anh chị nhớ cổ vũ chúng em nhá. Cảm ơn anh Tùng này, hai em đẹp gái này còn hát hay. Cảm ơn anh chị yêu rất là nhiều và ngay sau đây thì không cần chờ đợi lâu nữa anh chị ạ. Nhạc thì có mà hai chúng em thì đang sung rồi anh chị. Thì lên nhạc luôn chứ còn gì nữa anh chị ơi. Ở đây có ai ngoài 30 chưa anh chị? Em thấy là hình như là dưới 30 không đó. Không có ai ngoài 30 đúng không? Còn nếu mà có ai ngoài 30 comment cho tụi em nhìn thấy được không ạ? Dù mạnh mẽ hay mềm yếu thì em vẫn cười tươi thật tươi, trông như không có gì. Dù đau đớn em một mình, âm thầm em dâu hết trong tim. Cả thế giới, cả thế giới em dành hết cho người ta, họ trắng chân cho. Ngày 30 thanh xuân vẫn còn, những nỗi đi mòn đâu còn đường cho em. Nửa thế giới em dành cho một ai đó thôi, đó thôi. Còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em thua trắng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con. Tâm thân em chịu đo đầy nét kiêu xa xưa đâu rồi, cùng đời em dở như màn đêm mù tối. Đớn đau em phải một mình gánh trên vai chưa gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Chị Lan vào là sắp 50, anh Thông là lố rồi, chị Nguyễn Oanh thì hơi u hơn 40, chị Lan Lê là U65. À, không biết là anh chị còn u bao nhiêu, anh chị có thể comment cho tụi em nhìn thấy được không chị? Em đố anh chị biết chúng em u bao nhiêu nè. U bao nhiêu mà sao anh chị em mình nó sung thế nhờ anh chị nhờ. Em là suýt nữa thì 30 thôi. U46 này, U57 này, wow, vẫn còn trẻ lắm anh chị ơi. Vào với chúng em là trẻ rồi. Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là cái tâm hồn mình trẻ. Cả thế giới em dành hết cho người ta, họ trắng chân cho.
ngoài 30 thanh xuân vẫn còn những lối đi mòn đâu còn đường. U25, U46, U29. Wow. Nếu thế giới em dành cho một ai đó thôi, đó thôi. Còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em thua trăng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con. Tâm thân em chủ loa đầy nét kiêu xa xưa đâu rồi. Cùng đời em gió như ban đêm một tối, đớn đau em phải một mình gánh trên vai chủ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Nếu thế giới em dành cho một ai đó thôi, đó thôi. Còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em thua trăng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con. Tâm thân em chịu đòa đầy nét kiêu xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em gió như ban đêm một tối, đớn đau em phải một mình gánh trên vai chủ gia đình. Ngoài 40 em chẳng có ai. Hay quá anh chị, tuổi tác của mình nó không quan trọng, nó chỉ là cái con số thôi. À, nhưng mà cái quan trọng là cái tuổi tâm hồn của mình nó vẫn trẻ, là mình vẫn trẻ thôi, đúng không anh chị? Ok, Giang Vũ đàn bà cũ nè. Vui rồi đấy, Nga Tony ơi. Cảm ơn anh Phúc Thiên, chị Lê Nhâm này. Vui này, còn buồn cười hả chị? À, anh Dũng này, U50 vẫn trẻ lắm anh ơi. Em chào chị gái Trần Khe. Anh Dũng Bùi là mới có U50 hả ta? Nhìn gì? em nhìn cái tuổi tác, cái tuổi tâm hồn của anh thì mới có 30 hả? Chị Lệ, U40 hả? U40 hay U50 không quan trọng, miễn là cái tâm hồn của mình nó rực cháy là được anh chị ơi, đúng không ạ? Cảm ơn anh Việt Hưng này. À, cảm ơn chị Lê Kiều, U70 nhưng vẫn thích nghe hai bé hát. Trời ơi, nhìn chị U70 không gọi cô, gọi chị đi chị Kiều ơi. Đúng rồi. Cái tuổi tâm hồn của chị Mỹ Kiều chắc khoảng chỉ 40 thôi. Vẫn còn máu chán anh chị nhờ. Đúng rồi anh chị ạ. Vào với chúng em anh chị bình luận sung như này á, là mọi người phải ngước nhìn đấy ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Anh này. Cảm ơn chị Hoa Đoàn và các anh chị đang tương tác với chúng em rất là nhiều. Và anh chị cứ vào đây là vui rồi anh chị. Có cái âm nhạc là một cái sự cầu nối rất là tuyệt vời. Chỉ có âm nhạc mới có thể kết nối anh chị em mình với nhau thôi. Và sau bài hát này anh chị muốn chúng em hát bài gì được anh chị ơi? Thấy có anh Hưng là yêu cầu bài Bất Quá Nhân Gian. Okay. Anh chị có thích nghe cái bài này hay không? Anh chị nếu mà anh chị thích nghe thì anh chị comment lên cho tụi em nhìn thấy. Nếu mà anh chị không thích tụi em sẽ nét qua cái bài khác liền. Còn nếu mà anh chị thích á thì tụi em hát luôn. Em thấy bài này hay á. Cứ bài nào hay chúng ta bấm thôi, một thủa đam mê đi em. Bài này thì chúng em lại chưa biết rồi. Ít nhưng dài lâu này, dễ thương quá. Cảm ơn anh chị. Anh chị mà thấy nhá, chúng em dễ thương á, anh chị nhớ ở đây với chúng em nha. Để xem là hai cô bé này hát thì cũng ok, nhìn mặt thì cũng dễ thương, nhưng mà quan trọng là có cái sản phẩm gì để gửi tặng anh chị. Nhưng một lát nữa chúng em mới bật mí cho anh chị nha. Hôm nay anh chị nào mà bỏ rời like sớm là anh chị là sẽ không được nghe chương trình tuyệt vời đâu ạ. Chị Nguyễn Hồng Vân tăng cơ mộc đạt để số tí xíu tụi em tư vấn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một sáng tác nhạc Hoa Lệ Việt, ca khúc mang tên Bất Quá Nhân Gian. Lên luôn. Ngôi nhà hạnh phúc của quá rồi. Chị Nhung ơi. Quan họ hả chị? Ok chị Nhung, em cảm ơn chị nhá. Chúng ta cứ lên số điện thoại nếu anh chị muốn ủng hộ cho chúng em sản phẩm gì nhá các anh chị đẹp ơi. Dù cho nhân gian kia còn bao niềm vui, chẳng thể ủi an. Nhưng đắng cay, nhưng khổ đau bao ngày qua. Giận lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhận lại được toàn những xót xa. Khóc trong người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại nhìn chẳng có ai bên mình. Chẳng ở trên trời cao nào thâu, vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng tà. Này trăng ở trên cao nhìn xuống đây, ai buồn bạc khắp muôn nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Ok chị Nguyễn Hồng Vân có mộc đá cho mình nhá, cảm ơn anh chị. Ok, các cô chú anh chị để số đi chị ơi. Ok anh Trần Văn Phong vậy nó mới vui anh ơi. Chị Nancy này, chị Hoa Đoàn, chị Thanh Lưu anh chị ơi, vui lên ạ. Lập tức là vui là sung ấy. Có nhiều cái chữ ngoài miền Bắc em chưa có hiểu, chị cứ phiên dịch cho em với nha.
là chị Hoa Quả Vương. Dù cho nhân gian kia còn bao niềm vui, chẳng thể ôi ai tâm hồn ta. Đã qua nhiều và thật nhiều nhưng đáng cay, nhưng khổ đau bao ngày qua. Dân lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhân lại được toa những xót xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại nhìn chẳng có ai bên mình. Chẳng ở trên trời góc nào thôi, chỉ vẫn vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng tàn. Ngày trăng ở trên cao nhìn xuống đây, ai bôn ba khắp muôn nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Trăng ở trên trời cao nào thâu, vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng ta. Này trăng ở trên cao nhìn xuống đây, ai bôn ba khắp muôn nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Dạ, chào chị Thanh Liêm, cảm ơn chị Phạm Hương, chị Trần The vừa mới đọc với comment thì lại kéo cho chị xem với. Cảm ơn chị Hà Bảo nhá, cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị Nancy. Anh Thanh Tony, cảm ơn anh trai. Tại vì nãy giờ nhiều comment quá chưa kịp trả lời anh trai, anh giận đúng không? Cảm ơn chị Phương này, cảm ơn chị anh chị Minh Đạo này. Ok. Cái chị Nguyễn Ngoan có số điện thoại rồi. Anh chị cô chú chúng ta mua tăng cân, mua collagen, mua kem chống nắng, mua nước hoa, cứ bây giờ để số điện thoại trước. Tí xíu tụi em đang dành những cái lời ca tiếng hát cho anh chị, thì tụi em hát xong tụi em sẽ tư vấn chuyên sâu hơn. Cho nên hiện tại nếu mà anh chị chúng ta sợ tí nữa mình quên á, thì để số điện thoại ngay bây giờ nha anh chị. Em cảm ơn chị Nguyễn Ngoan. Có chống nắng này chúng ta cứ để cú pháp hai chống nắng đi anh chị ơi, bao dùng bao đổi trả, không thích tiền 500.000 đồng cơ mà anh chị. Bằng chân duyên số cho ta gặp nhau, để rồi ánh mắt trao nhau hững hờ. Mộng đẹp yêu đương kể từ nay sẽ bắt đầu, phong ba sóng gió chẳng thể nào đổi thay. Ngày ngày tháng tháng cho ta gần nhau, nguyện thề sóng gió bên nhau chẳng rời. Mình ở bên nhau nguyện tới khi bạc đầu, sẽ mãi chẳng xa cách khi mình chung lòng. Thắp lên tình yêu ta hạnh phúc ngọt ngào, mình có nhau trong từng nhịp đập tình yêu. Quá đỉnh anh chị ơi. Ok, anh chị đang đổ số điện thoại về kem chống nắng rất là nhiều, nhớ cho em lên 2 tuýp nha, đừng mua 1 anh chị ạ. Mua 2 tuýp 444.000 đồng, bao dùng bao đổi trả cho anh chị yêu của em. Hồng Trần tình ca một cái khúc nhạc Hòa Lời Việt, hứa cover bài này mà quên này mới nhớ. Quyền để số chúng em check lại đơn cho anh nhé. Cuộc đời may mắn cho ta gặp nhau, và một ngày ta sẽ nên duyên vợ chồng. Cuộc tình đôi ta tựa ánh sao trên trời, hứa sẽ mãi chung lối đi chẳng muộn giờ. Lên tình yêu ta hạnh phúc ngọt ngào, mình có nhau trong từng nhịp đập tình yêu. Lời em muốn nói thật lòng cảm ơn cuộc đời đã mang cho
cuộc đời này thôi. Dẫu sóng gió khắp chân gian, ta bên nhau mãi chẳng rời. Sẽ nhớ mãi những kỷ niệm ngày xưa, ta bên nhau mãi mãi muôn đời sau. Được mấy điểm anh chị? Anh chị nghe, anh chị có hình dung là bộ phim gì không chị? Em cảm ơn chị Viên. Bao dùng bao đổi trả, nhập khẩu nguyên từ Hàn Quốc. Và nếu anh chị nhận về không thích, nhận lại 500.000 đồng cho em nhá, anh chị yêu nhá. Ok, và bây giờ chúng ta đến với một sáng tác nhạc Hàn, lời Việt. Sẽ có 30 gói nha anh chị ơi. 30 gói như thế này, và mỗi ngày anh chị có thể uống từ 1 cho tới 2 gói. Thì nó có thể là sử dụng trong vòng 1 tháng hoặc là 3 hoặc là 15 ngày, tùy cái cách sử dụng của mình. Anh chị đừng có lo lắng gì cả, cứ sử dụng 2 gói một ngày thì cái... Chị để lại số giúp em nhé, cảm ơn chị Lan Hồ, chị Annie Trần, chị Anh Huy Vương. Em chào anh chị An Trinh, để số điện thoại cho em nha anh chị nhá. Để số điện thoại và ngay bây giờ chúng em sẽ hát nốt một bài nữa cho anh chị yêu nào. Thấy anh chị yêu cầu bài này thì chúng em sẽ hát anh chị bài này nhá. Trời ơi chị Hương Dương, chống nhăn nắng nhà đi xì hơi bị đỉnh. Tại sao nó lại bị đỉnh nhỉ? Cái này phải gọi là mãi đỉnh. Cảm ơn chị gái rất nhiều, cái comment dễ thương quá. Đêm trăng tình yêu, ok chị Ngọc ạ. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị Lan Hồ, nhận được nước hoa rồi thì chị dùng thấy thích thì chị giới thiệu cho mọi người nữa nha chị. Cảm ơn anh Kim Thành, cảm ơn anh chị. Ship về để chị cũ, ok chị An Trinh để số điện thoại giúp em nha chị Trinh nhá. Vẫn phải có số chị ơi, chị cho em xin số đi ạ. Mây chiều bản làng soi bóng nữa, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông lá một dài xanh như ngọc, vời vợi mắt ai buồn tái tê. Xa xa mây phủ non hồng lệ, đã vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dân thương vương sóng đường, đó đây đó phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, giận hờn chỉ rứa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mái chèo buồn. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt bốn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Trong lòng xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Trong lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Cô Loan ơi, cô đang cần collagen, cho cô 2 collagen nhé. Nhưng mà con chưa thấy số điện thoại của cô cho con xin lại số điện thoại của cô nhá. Đúng rồi cô Loan ơi, cô nổ số điện thoại của cô đi ạ. Sử trắng hay sử hồng cũng được, nhưng mà phải có số thì đi xin với chốt được cho cô nhá cô ơi. Mua 2 body được tặng thêm 1 body và tặng kèm thêm 1 kem chống nắng cho chị Hải Phạm luôn. Bây giờ chỉ cần chị Hải Phạm để số là sẽ có đơn liền. Ok chị Nguyên Hiền 2 chống nắng ạ. Xa xa mây phủ non hồng lệ, đã vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dân thương vương sóng nước, đó đây đó phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, giận hờn chỉ rứa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mái chèo buồn. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt bốn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi.
hương chiều ướt lạnh dòng trôi. Trong lam xanh biển đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò xa ngang. Trong lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò ngã bên xuôi. Nghe câu vị dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông lam xanh biển đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Cảm ơn chị Hoàng Hằng có số điện thoại nhá, anh chị ơi cứ lên số điện thoại là được ạ. À, chị gái hỏi là cái kem body này nó có chống nắng không? Dạ có nha anh chị nhá. Cái kem body này ngoài cái chức năng làm da của mình trắng hồng hào tự nhiên lên, nuôi dưỡng làn da mịn màng không có chất bào mòn làn da, mà nó còn có thành phần kem chống nắng ở trong đây để ngăn chặn da cơ thể của mình bị nắng, bị đen. Và nhớ là thoa từ cái cổ đi xuống thôi nha anh chị nhá. 480.000 đồng một chai. Mua ha, mua một chai tặng một tuýp kem chống nắng. Còn nếu mà mua phù xứ nghệ là chị Thơm, ok em cảm ơn chị. Chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao trớ trêu em là gió lướt qua nhanh để anh động lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim anh lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khí nào để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời, bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi. Chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, đã yêu vội vàng. Vì cả tương lai nên là em trả nợ cứu mang. Một nụ hồng thơ ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phù phàng. Người muốn cứu ai trong màn đêm tối tăm đọa đày, tối tăm đọa đày. Người muốn tìm gì ở dưới đáy ly rượu cay, đêm đêm khóc than mình em có vắng nước giót cho chồng. Lòng sao anh quên đi và thôi ngóng trông em buông đi hết trong lòng. Em chưa anh Kiều Dân ơi, hẹn anh chị một ngày gần nhất nhé. Cảm ơn anh Phúc Hoàng ạ, à. Cảm ơn chị Nguyệt Đặng, cảm ơn các anh chị yêu. Hát xong cái bài này nghe đói bụng luôn. Dùng sức quá. Nhưng mà bài này hay, cái nhạc nó rất là hay. Đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao trớ trêu em là gió lướt qua nhanh để anh động lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khi nào để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời, bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi. Chẳng ai tròn cánh nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, đã yêu vội vàng. Vì cả tương lai nên là em trả nợ cứu mang.
một nụ hôn thương ngây, đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì mỗi kẻ phụ phàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đọa đày, người muốn tìm gì ở dưới đây lì rêu cay, đêm đêm khóc than mình em cảm ơn đã xót cho chồng, làm sao anh quên đi và thôi ngóng trông em buông đi hết trong lòng. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em trả nợ cứu mang, một nụ hôn thơ ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ dối gian. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đọa đày, người muốn tìm gì ở dưới đây ly rượu cay, đêm đêm khóc than mình em cảm ơn đã xót cho chồng, làm sao anh quên đi và thôi ngóng trông em buông đi hết trong lòng. Cảm ơn anh chị dạy lời khen quá hay hả anh chị, cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều. Ok, cảm ơn anh chị yêu, cảm ơn anh Chí Hạnh. Chị Chí Hạnh chưa? Cảm ơn chị Hương. Khuê không anh chị? Được không? Em chào chị Tô Trâm. Cảm ơn chị vì vi phạm rất là nhiều nè. Em có một cái tâm sự với các anh chị mà rất hôm nay hai em vui, xem cũng vui lây. Cảm ơn chị Phạm Hương nha. Tụi em rất là mong mỗi ngày đều là gì, cái bằng gì vậy mà truyền cái năng lượng vui vẻ tích cực đến với tất cả cô chú anh chị. Chúc cho mọi người thật là vui, thật là và khỏe nha. Ok. Và anh Anthony còn mặt sang nữa, còn mặt sang nữa. Mặt sang hay là mặt sáng? Cảm ơn chị Thúy Nhi. Mặt sáng thì chắc là bọn em mặc áo trắng cho nên sáng hơn tí không? Tí về là loát lại cái cầm ngực bích chắc là cười nẻ luật mất. Đúng rồi, đàn bà cũ chỉ có uống collagen thời gian là hình mới hết. Em chào chị Huệ, em ở Ngô Đồng ấy chị. Khi em không thuộc về ai thì em chưa có nên u hoài, khi em không thuộc về ai nụ cười em như ngàn tia nắng, khi em không thuộc về ai nhìn em buông lơi hững hờ, khi em không thuộc về ai nhìn đời bỗng dưng thờ ơ, là vì em đã không còn là của riêng anh. Bước chân em đi có bao người nhìn theo mơ ước, thế giới đông người em ung dung mỉm cười đêm bước, tóc xóa buông dài nụ cười làm ngây ngơ hồn ai. Khi em không thuộc về ai hàng bao ánh mắt vây quanh mình, khi em không thuộc về ai bao nhiêu người thầm gọi tên em, khi em không thuộc về ai nghe nhiều lời yêu thương đắm say, nên em không còn cô đơn vì mọi người đang ở quanh em. Hay quá anh chị. Cảm ơn anh chị, bài này là bài đàn bà cũ này anh chị, chúng ta cùng bình luận nhiều lên. Và vẫn còn 2,2k người đang theo dõi chúng em, tuyệt vời quá anh chị. Cảm ơn chị Anh Mai Ngọc nhá. Khi em không thuộc về ai thì em chưa có nên u hoài, khi em không thuộc về ai nụ cười em như ngàn tia nắng, khi em không thuộc về ai nhìn em buông lơi hững hờ, khi em không thuộc về ai nhìn đời bỗng dưng
thờ ơ là vì em đã không còn là của riêng ai. Bước chân em đi có bao người nhìn theo mơ ước, thế giới đông người em ung dung mỉm cười đêm bước, tóc xóa buông dài nụ cười làm ngây ngơ hồn ai. Người đàn bà cũ khi không còn là của riêng ai, trở nên tuyệt vời từ nụ cười bờ môi ánh mắt lung linh sáng ngời như hoa trong vườn xuân khoe sắc. Bao gã si tình không tên cuối cùng đi à, kìa. Được không? Kìa, cũng bài này kìa. Hay đấy, cũng hay mà anh chị. Rồi, bởi vì rau không ai mua cho nên đói. Đúng rồi, cũng có thể là như vậy đấy. Ok nhá anh chị nhá, collagen sủi trắng thì là 1.500.000 đồng một hộp, mua 2 tặng 2, mua 4 tặng 4 nè anh chị, giúp da săn chắc, tăng tính đàn hồi cho da của mình, đặc biệt là nó giúp da mình giảm sạm, giảm thâm, giảm nám rất là hiệu quả luôn đó. Anh chị cứ dùng khoảng 2 tới 3 tháng anh chị sẽ thấy tác dụng của nó nha. Ok, Nhân Lệ xin lỗi anh chị là bài kia bị lỗi tí. Mai em bù cho anh chị bài này nhá. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì. Biết bao lần em đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, người còn đây, người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mà bên trong có làm em không, có làm em nhớ những khi tình còn nồng. Đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em? Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chắp cánh, xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Bài này lâu lắm rồi em không hát anh chị, nâng lên tí. Cảm ơn anh chị, nghe cái bài này nó dễ ngủ anh chị ạ. Sang đâu mà bên
có làm em khóc, có làm em nhớ những khi tình còn nồng. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao em? Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chắp cánh xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi, xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Xin gửi lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Rồi, hết nửa bài rồi. Xem như em chẳng may, bài này hay là chị Chi ơi. Em chào anh Võ ạ, chào anh Mạnh Quyền, chị Trinh Lê. Đúng rồi, anh chị thả tim, thả like đi anh chị nào. Anh chị vẫn chưa đoán là tên bài hát này đúng không? Cái bài này nó lạ lạ anh chị ạ, và làm nhạc mới đi anh chị. Hello chị Phương, chị Huyền ạ, cảm ơn anh chị. Bây giờ hỏi về kem chống nắng thì mình để lại số giúp em nha, chị Bùi Lan Tuyết nha. Để số điện thoại giúp em đi, tí xíu tụi em sẽ tư vấn liền, anh chị cứ để số điện thoại của mình lại nha. Ngầm ngồi lăn khóe mi lan dài, duyên số đã an bài, để người đi không phải lưu luyến người ở lại. Phần hồng nhắn quyết tâm thay chồng, che nỗi đau trong lòng. Từ lầu hoa mang hận cầm ra trốn xa trường, chút lớp thanh y khoác lên thân ngọc chiếc trên bào. Đang đông gió rông ngột ngàn, đoạn trường vắng thấu tận trời cao. Nếu là hôm nay không gặp may nằm xuống nơi này, dập lệ tuôn rơi nước mắt ta tuôn trào bờ mi. Dẫu bước ta đi chẳng còn nơi nào để trở lại, ở đây có chẳng kịp người chẳng hỏi than số trời đã ban. Nếu nó hôm nay không gặp may nào xuống nơi này, đây là ý trời cho chúng ta lại được bên nhau. Quả phụ tướng, đúng rồi chị Hoa Quả Vân ơi, chị Huyền này. Bài sau sẽ là bài xem như em chẳng may được không ạ, chị Chi nhỉ? Ok chị Chi nhá, bài sẽ là bài em xem như em chẳng may. Nhưng mà tụi em vẫn thấy là em rất là may mắn khi mà được gặp anh chị, và được anh chị yêu thương, dành cho tình cảm rất là nhiều dành cho Sao Băng và Nhật Lệ. Em chào chị Phạm Hương, đúng là quả phụ tướng đấy chị Trang ơi. Dạ đúng rồi nha anh chị nhá, chị Trang này, chị Hương, chị Cúc Thu ạ, chị Kenly nữa này. Vừa nãy thì em có nhìn thấy bài xem như em chẳng may, em thấy bài này hình như là bị lãng quên. Và cũng may qua hôm nay có chị gái nhắc cả bài 10 ngón tay nữa này, chị Nhi này cũng lâu lắm rồi không hát ạ. Em mong rằng là các anh chị thấy bài nào mà chúng em bị quên, hoặc là bị gọi là chưa kịp loát được, thì anh chị có thể lên cho em những cái bình luận tên bài hát, chúng em sẽ bấm cho anh chị mình nghe nhá. Và bây giờ thì chúng ta đến với nhạc luôn anh chị nhá, với một sáng tác rất là dễ thương của Trung Ngon, ca khúc mang tên Xem Như Chúng Ta Vẫn May. Ok, xem như chúng ta vẫn may khi còn gặp thấy nhau anh chị ơi. Chị Trần Hiền này, chị Bình này, anh Trần Tùng, cảm ơn anh chị yêu. Chào chị Vũ Thị Tiến, chị Bình Lo, anh Trần Văn Tùng đã có mặt ở đây rồi. Người hôm qua em thấy là ai đây? Sao anh lại chết lặng như vậy? Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối? Con tim em vỡ tan mất rồi. Cùng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy vỡ tan thành mây, mây dại khờ thua ấy khi đan bàn tay. Tôi yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây, thân gầy xem như em vẫn may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, vương quanh khi biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhau.
chào chị Hữu Lộc, chị Lê Thị Nhâm, chào bé Trang Dương. Thank you chị, ok, lại được nhận lời khen là giống chị Cẩm Ly, wow, tuyệt vời quá. Cảm ơn chị Hoài Phạm, chị Lê nhá. Gặp anh Thông ở đây rồi. Vậy là chị Phương, em cảm ơn chị, cảm ơn anh Kevin, chị Cúc Huỳnh ạ. Thank you anh chị. Đúng rồi chị Kelly, em chào chị ạ. Cảm ơn anh Tuấn Hùng nhá, anh Hoàng Minh Đỗ, chị Lê Xuân Giao, chị Kim Em. Tại sao yêu đến thế lại gian dối? Gian dối. Con tim em vỡ tan mất rồi. Từng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời. Chúa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Mây. Dậy khờ thua ấy khi đang bàn tay. Tay. Yêu thương cho hết chỉ giữ lại đây thân gầy. Xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lỗ màn mưa. Vùng cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhớ ngoài những lời ngon tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Mây. Dậy khờ thua ấy khi đan bàn tay. Tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy. Xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Vương cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhớ ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Chào chị Lan, chị Kelly Trần. Em cảm ơn anh Xuân Giao, chị Đào Thanh, chị Hương này. Ngoài 30 là chị Cúc thôi, ok luôn này. Em cảm ơn anh chị hôm nay nghỉ làm chơi tới bến luôn hả anh chị, ok. Cảm ơn anh Phan Hiến, chị Kelly. Anh chị quên là cái bài tiếp theo là mình hát bài gì rồi. Em vẫn chưa thấy anh chị comment tên bài hát tiếp theo. Chưa thấy làm sao hát được đây, anh chị lên nhanh nhanh nhé chị nhá. Em nhìn thấy rồi, em nhìn thấy hai bài á. Em nhìn thấy một bài là một bài ngoài 30 với lại một bài là bài Khuê Mộc Lan. Nhưng mà hai bài này đều hay quá, không biết hát bài gì. Bài gì trước anh chị nhỉ? Khuê Mộc Lan hay là ngoài 30? May quá ở đây vẫn không ai có ai ngoài 30 tuổi hết. Ở dưới 30 thôi. Đúng rồi, chúng ta vẫn còn trẻ lắm anh chị ơi. Các anh chị cho chúng em xin một lượt tên bài hát đi ạ. Anh chị muốn nghe bài ngoài 30 hay là bài Khuê Mộc Lan ạ? Khuê Mộc Lan thì nó hình như là cũng hơi ít hát một tí, nhưng mà chúng em muốn tham khảo ý kiến của anh chị. Biết đâu anh chị vẫn muốn nghe bài chưa ngoài 40 đúng không ạ? Ok, hình như là cái comment nó bị ẩn rồi anh chị, cho nên anh chị chúng ta comment lại một lần nữa nhá. Mình bận qua mình ấn F5 đi. Tự nhiên thấy nó hơi chậm. Nhấp chuột vào đi, nhấp chuột vào đi. Anh chị ơi, chúng ta mỗi người một bình luận đi ạ, để chúng em nhìn thấy anh chị và đặc biệt là hát theo yêu cầu của anh chị. Qua bến đò quan em chào anh Xuân Giao nhé. Hay lắm hai em, cảm ơn chị Cúc Huỳnh. Chắc là trong khi chúng ta chờ đợi anh chị bình luận thì mình có thể lên một cái bài ngoài 30 trước đi. Đúng okay. không? Được không? Ok. Ngoài 30 thì em thấy nó rất là hay, và nếu mà anh chị muốn nghe bài Khuê Mộc Lan thì cũng được thôi anh chị. Đấy 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 đấy, bây giờ này. Ủa được, Khuê Mộc Lan lại nhiều quá, để chúng ta lại phải quay xe rồi. Lệ Băng quay xe. Không 30 nữa. Lâu quá không hát cái bài Khuê Mộc Lan á. Đúng rồi. Em sợ nó hơi bị khét đấy. Khét đấy. Khét thì anh chị nhớ bình luận nhiều lên chúng em đỡ khét nha các anh chị nhá. Làm người lạ đi em. Ôi bài đó lạ quá chị Bằng Lăng Tím. Ngoài 30 cũng nhiều nè. Anh chị mà muốn nghe bài ngoài 30 chị lại bình luận 30. Nếu mà nhiều chúng em bấm luôn sau bài này cho anh chị. Đúng không ạ? Đúng rồi. Cô đơn dành cho ai cũng hay anh Hoàng Minh ơi. Tiếng đàn vòng qua núi tang tình tang ơi a tình, giữa nghìn trùng mây suối duyên tình ai viết lên lời ca. Hạ thu nhớ cơ sao không còn, có nhân sự vẫn chờ, chỉ còn lại tiếc thương hoài vẫn vương năm tháng đó. Mối tình từng hẹn ước lưu truyền bao kiếp duyên bi sầu, để gặp người khi trước ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng sâu trốn thiên bồng. Lúc tình ai khiến ta vương tình, hỡi thế thái nhân gian luân hồi ai ơi. Chẳng Khuê Mộc Lan vẫn vương ý chung nhân tình hạ hoa, có sau khi đã tương phùng duyên đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời. Khuê Mộc Lan đã đâu nhìn theo nước mắt chàng đang thanh trong sao kia.
bài này chắc phải 2 năm rồi em không hát lại, em quên mất tiêu rồi anh chị. Để cho Lệ hát bài này nha anh chị nhá. Bởi vì cái bài này chúng em khá lâu rồi không hát, bây giờ mới nhớ đến nó anh chị. Ok, ngoài 30 sau bài này chúng em nổ cho anh chị bài ngoài 30 nhá. Let's go. Xuống đi anh chị ơi, sắp lên 3K rồi kìa anh chị. Cái bài này là cái nhịp của nó cũng hơi khó đó anh chị ạ. Cái bài này em có cover trên YouTube rồi mà hơn 2 năm em không đụng tới nó, em quên không biết nó lên xuống chỗ nào luôn anh chị. Cảm ơn chị Thanh Thủy, cảm ơn anh chị yêu, bình luận nhiều lên đi ạ anh chị ơi. Một thuở yêu người, ok. Mối tình từng hẹn ước lưu truyền bao kiếp duyên bi sầu, để gặp người khi chúng ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng sâu choáng thiên bồng lúc tìm ai khiến ta vương tình à, hỡi thế tha nhân gian luân hồi ai ơi. Chẳng khuê mộc là vẫn luôn tìm theo ý chung yên tình hạ phàm bánh hoa, có sao khi đã tương phùng duyên đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời. Khuê mộc là đã đâu nhìn theo nước mắt chẳng đã thay cho sao kia, nguyện theo bác ý đàn tình kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Trong nhân tình hạ phàm bánh hoa, có sao khi đã tương phùng duyên đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời. Khuê mộc lan đã đâu nhìn theo nước mắt chàng đã thanh cho sao kia, nguyện theo bác ý nhân tình kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Chào Tuấn. Ok anh chị yêu, bài này nó khá lâu rồi không hát, phải lên bị quên đấy anh chị ạ. Cảm ơn chị Loan nhá, cảm ơn chị em Kim. Wow, 3.1 rồi anh chị yêu ơi. Ok, Nguyễn Nhã Trúc một thuở yêu người cũng rất là hay nè. Ok nhá. Cảm ơn Nguyễn Tuấn Anh, xinh gái đúng không? Cảm ơn anh trai. Nếu mà theo dõi mà không có thông báo anh chị nhớ kiểm tra lại xem là anh chị kiểm tra lại xem mình đã theo dõi kênh Duy Trinh chưa nhá anh chị nhá. Cảm ơn chị Phạm Hương, cảm ơn chị Phương Dung này. Chị đeo kính tên gì vậy? Chị ấy sung quá. Lúc nào chúng em chả sung anh chị ạ. Cứ lên live với các anh chị là sung rồi. Nhưng mà gọi em là Nhật Lệ đi, đừng gọi chị nhá. Gọi chị em không hát được nữa đâu. Ok, Lê Hưng gửi cho anh bài Bất Quá Nhân Gian đúng không? Ok anh trai đợi tí xíu nữa nha. Anh có mặt ở đây lâu lâu anh nhắc lại lần để tụi em nhớ nha anh trai nha. Ok, Bất Quá Nhân Gian được luôn anh ơi. Cảm ơn chị Bình này. Yên tâm đi anh chị bình luận 30 để nhắc lại chúng em đúng không ạ? Yên tâm đi, chúng em nhớ mà. Riêng gì chứ nợ bài gì anh chị là phải bật, không có là anh chị dỗi đấy. Anh chị giận anh chị không chia sẻ cho nữa đâu. Bây giờ là được hơn 3K rồi và em mong muốn các anh chị ơi, nếu anh chị nào mà chúng ta nghe được những bài mà anh chị thích thì anh chị nhớ cổ vũ chúng em nhá. Cảm ơn anh Tùng này, hai em đẹp gái này còn hát hay. Cảm ơn anh chị yêu rất là nhiều và ngay sau đây thì không cần chờ đợi lâu nữa anh chị ạ. Nhạc thì có mà hai chúng em thì đang sung rồi anh chị. Thì lên nhạc luôn chứ còn gì nữa anh chị ơi. Ở đây có ai ngoài 30 chưa anh chị? Em thấy là hình như là dưới 30 không đó. Không có ai ngoài 30 đúng không? Còn nếu mà có ai ngoài 30 comment cho tụi em nhìn thấy được không ạ? Dù mạnh mẽ hay mềm yếu thì em vẫn cười tươi thật tươi, trông như không có gì. Dù đau đớn em một mình, âm thầm em dâu hết trong tim. Cả thế giới em dành hết cho người ta, họ trắng chân cho. Ngoài 30 thanh xuân vẫn còn, những nỗi đi mòn đâu còn đường cho em. Nửa thế giới em dành cho một ai đó thôi, đó thôi. Còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em thua trăng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con. Tâm thân em chịu đo đầy nét kiêu xa xưa đâu rồi, cuộc đời em dở như màn đêm mù tối. Đớn đau em phải một mình gánh trên vai chủ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Chị Lan Phạm là sắp 50, anh Thông là lố rồi, chị Nguyễn Oanh thì hơi u hơn 40, chị Lan Lê là U65. Không biết là anh chị còn u bao nhiêu, anh chị có thể comment cho tụi em nhìn thấy được không chị? Em đố anh chị biết chúng em u bao nhiêu nè. U bao nhiêu mà sao anh chị em mình nó sung thế nhờ anh chị nhờ. Em là suýt nữa thì 30 thôi. U 46 này, U 57 này, wow, vẫn còn trẻ lắm anh chị ơi.
vào với chúng em mà trẻ rồi. Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là cái tâm hồn mình trẻ. Cả thế giới, em dành hết cho người ta, họ trắng chân cho. Ngoài 30 thanh xuân vẫn còn, những lối đi mòn đâu còn đường. U25, U46, U29, wow. Nửa thế giới em dành cho một ai đó thôi, đó thôi. Còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em thua trắng tròn. Chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con. Tâm thân em chịu loa đầy, nét kiêu xa xưa đâu rồi. Cùng đời em gió như ban đêm một tối. Đớn đau em phải một mình gánh trên vai chịu gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Nửa thế giới em dành cho một ai đó thôi, đó thôi. Còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em thua trắng tròn. Chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con. Tâm thân em chịu đọa đầy, nét kiêu xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em gió như ban đêm một tối. Đớn đau em phải một mình gánh trên vai chủ gia đình. Ngoài 40 em chẳng có ai. Hay quá chị. Tuổi tác của mình nó không quan trọng, nó chỉ là cái con số thôi. À, nhưng mà cái quan trọng là cái tuổi tâm hồn của mình nó vẫn trẻ, là mình vẫn trẻ thôi, đúng không anh chị? Ok, Giang Vũ đàn bà cũ nè. Vui rồi đấy, Anthony ơi. Cảm ơn anh Phúc Thiên, chị Lê Nhâm này. Vui này còn buồn cười hả chị? À, anh Dũng này, U50 vẫn trẻ lắm anh ơi. Em chào chị gái Trần Khe. Anh Dũng Bùi là mới có U50 hả ta? Nhìn gì? em nhìn cái tuổi tác, cái tuổi tâm hồn của anh thì mới có 30 hả? Chị lệ U40 hả? U40 hay U50 không quan trọng, miễn là cái tâm hồn của mình nó rực cháy là được anh chị ơi, đúng không ạ? Cảm ơn anh Việt Hưng này. À, cảm ơn chị Lê Kiều. U70 nhưng vẫn thích nghe hai bé hát. Trời ơi, nhìn chị U70 không gọi cô, gọi chị đi chị Kiều ơi. Đúng rồi. Cái tuổi tâm hồn của chị Mỹ Kiều chắc khoảng chừng 40 thôi. Vẫn còn máu chán anh chị nhờ. Đúng rồi anh chị ạ. Vào với chúng em anh chị bình luận sung như này á, là mọi người phải ngước nhìn đấy ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Anh này. Cảm ơn chị Hoa Đoàn và các anh chị đang tương tác với chúng em rất là nhiều. Và anh chị cứ vào đây là vui rồi anh chị. Có cái âm nhạc là một cái sự cầu nối rất là tuyệt vời. Chỉ có âm nhạc mới có thể kết nối anh chị em mình với nhau thôi. Và sau bài hát này anh chị muốn chúng em hát bài gì được anh chị ơi? Thấy có anh Hưng là yêu cầu bài Bất Quá Nhân Gian. Okay. Anh chị có thích nghe cái bài này hay không? Anh chị nếu mà anh chị thích nghe thì anh chị comment lên cho tụi em nhìn thấy. Nếu mà anh chị không thích tụi em sẽ nét qua cái bài khác liền. Còn nếu mà anh chị thích á thì tụi em hát luôn. Em thấy bài này hay á. Cứ bài nào hay chúng ta bấm thôi, một thủa đam mê đi em. Bài này thì chúng em lại chưa biết rồi. Ít nhưng dài lâu này, dễ thương quá. Cảm ơn anh chị. Anh chị mà thấy nhá, chúng em dễ thương á, anh chị nhớ ở đây với chúng em nha. Để xem là hai cô bé này hát thì cũng ok, nhìn mặt thì cũng dễ thương, nhưng mà quan trọng là có cái sản phẩm gì để gửi tặng anh chị. Nhưng một lát nữa chúng em mới bật mí cho anh chị nha. Hôm nay anh chị nào mà bỏ rời like sớm là anh chị là sẽ không được nghe chương trình tuyệt vời đâu ạ. Chị Nguyễn Hồng Vân tăng cơ mộc đạt để số tí xíu tụi em tư vấn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một sáng tác nhạc Hoa Lệ Việt ca khúc mang tên Bất Quá Nhân Gian. Lên luôn. Ngôi nhà hạnh phúc quá rồi. Chị Nhung ơi. Quan họ hả chị? Ok chị Nhung, em cảm ơn chị nhá. Chúng ta cứ lên số điện thoại nếu anh chị muốn ủng hộ cho chúng em sản phẩm gì nhá các anh chị đẹp ơi. Dù cho nhân gian kia còn bao niềm vui, chẳng thể ủi an. Nhưng đắng cay, nhưng khổ đau bao ngày qua. Dẫn lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhận lại được toàn những xót xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại nhìn chẳng có ai bên mình. Chẳng ở trên trời cao nào thấu, vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng tà. Này trăng ở trên cao nhìn xuống đây, ai buồn bạc khắp muôn nơi trời mây. Xin cho vang ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Ok chị Nguyễn Hồng Vân có mộc đà cho mình nhá, cảm ơn anh chị. Ok, các cô chú chị để số đi chị ơi.
Ok anh Trần Văn Phong vậy nó mới vui anh ơi. Chị Nancy này, chị Hoa Đoàn, chị Thanh Lưu, anh chị ơi vui lên ạ. À. Lập tức là vui là sung ấy. Ừ, có nhiều cái chữ ngoài miền Bắc em chưa có hiểu, chị cứ phiên dịch ra cho em với nha. Đó chị Hoa Quả Vân. Dù cho nhân gian kia còn bao niềm vui, chẳng thể ôi an tâm hồn ta. Đã qua nhiều và thật nhiều nhưng đáng cay, nhưng khổ đau bao ngày qua. Dần lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhân lại được tỏa những xót xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại nhìn chẳng có ai bên mình. Chẳng ở trên trời góc nào thôi, vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng ta. Ngày trăng ở trên cao nhìn xuống đây, ai bôn ba khắp muôn nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Trăng ở trên trời cao nào thâu, vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng ta. Này trăng ở trên cao nhìn xuống đây, ai bôn ba khắp muôn nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Dạ, chào chị Thanh Liêm, cảm ơn chị Phạm Hương, chị Trần The. Vừa mới đọc với comment thì lại kéo cho chị xem với. Cảm ơn chị Hà Bảo nhá, cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị Nancy. Anh Thanh Tony, cảm ơn anh trai. Tại vì nãy giờ nhiều comment quá chưa kịp trả lời anh trai anh giận đúng không? Cảm ơn chị Phương này, cảm ơn chị anh chị Minh Đạo này. Ok. Cái chị Nguyễn Ngoan có số điện thoại rồi. Anh chị cô chú chúng ta mua tăng cân, mua collagen, mua kem chống nắng, mua nước hoa, cứ bây giờ để số điện thoại trước. Tí xíu tụi em đang dành những cái lời ca tiếng hát cho anh chị, thì tụi em hát xong tụi em sẽ tư vấn chuyên sâu hơn. Cho nên hiện tại nếu mà anh chị chúng ta sợ tí nữa mình quên á, thì để số điện thoại ngay bây giờ nha anh chị. Em cảm ơn chị Nguyễn Ngoan. Có chống nắng này chúng ta cứ để cú pháp hai chống nắng đi anh chị ơi, bao dùng bao đổi trả, không thích tiền 500.000 đồng cơ mà anh chị. Âm chân duyên số cho ta gặp nhau, để rồi ánh mắt trao nhau hững hờ. Mộng đẹp yêu đương kể từ nay sẽ bắt đầu. Phong ba sóng gió chẳng thể nào đổi thay. Ngày ngày tháng tháng cho ta gần nhau, nguyện thề sóng gió bên nhau chẳng rời. Mình ở bên nhau nguyện tới khi bạc đầu, chẳng xa cách khi mình chung lòng. Lời em muốn nói thật lòng cảm ơn cuộc đời, dù bao sóng gió ân tình ta mãi không rời. Ngọn lửa thắp lên tình yêu ta hạnh phúc ngọt ngào, mình có nhau trong từng nhịp đập tình. Quá đỉnh anh chị ơi, ok anh chị đang nổ số điện thoại về kem chống nắng rất là nhiều. Nhớ cho em lên 2 tuýp nha, đừng mua 1 anh chị ạ. Mua 2 tuýp 444.000 đồng, bao dùng bao đổi trả cho anh chị yêu của em. Hồng Trần tình ca một cái khúc nhạc hòa lời Việt. Hứa cover bài này mà quên, này mới nhớ. Anh Nguyễn Quyền để số chúng em check lại đơn cho anh nhé. Cuộc đời may mắn cho ta gặp nhau, và một ngày ta sẽ nên duyên vợ chồng. Tình đôi ta tựa ánh sáng trên trời, hứa sẽ mãi chung lối đi chẳng muốn rời. Lời em muốn nói thật lòng cảm ơn cuộc đời, dù bao sóng gió ta nguyện có nhau trong đời. Ngọn lửa thắp lên tình yêu ta hạnh phúc ngọt ngào, mình có nhau trong từng nhịp đập. Lời em muốn nói thật lòng cảm ơn.
dung là bộ phim gì không chị? Em cảm ơn chị Viên. Bao dùng bao đổi trả, nhập khẩu nguyên từ Hàn Quốc. Và nếu anh chị nhận về không thích, nhận lại 500.000 đồng cho em nhá, anh chị yêu nhá. Ok, và bây giờ chúng ta đến với một sáng tác nhạc Hàn, lời Việt. Cái hộp sẽ có 30 gói nha anh chị ơi. 30 gói như thế này, và mỗi ngày anh chị có thể uống từ 1 cho tới 2 gói. Thì nó có thể là sử dụng trong vòng 1 tháng hoặc là 3 hoặc là 15 ngày, tùy cái cách sử dụng của mình. Anh chị đừng có lo lắng gì cả, cứ sử dụng 2 gói một ngày thì cái... Chị để lại số giúp em nhé, cảm ơn chị Lan Hồ, chị Annie Trần, chị anh Huy Vương. Em chào anh chị An Trinh, để số điện thoại cho em nha anh chị nhá. Để số điện thoại và ngay bây giờ chúng em sẽ hát nốt một bài nữa cho anh chị yêu nào. Thấy chị yêu cầu bài này thì chúng em sẽ hát anh chị bài này nhá. Trời ơi chị Hương Dương, chống nhăn nắng nhà đi xì hơi bị đỉnh. Tại sao nó lại bị đỉnh nhỉ? Cái này phải gọi là mãi đi. Cảm ơn chị gái rất nhiều, cái comment dễ thương quá. Đêm trăng tình yêu, ok chị Ngọc ạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị Lan Hồ, nhận được nước hoa rồi thì chị dùng thấy thích thì chị giới thiệu cho mọi người nữa nha chị. Woo! Cảm ơn anh Kim Thành, cảm ơn anh chị. Ship về để chị cứu, ok chị An Trinh, để số điện thoại giúp em nha chị Trinh nhá. Vẫn phải có số chị ơi, chị cho em xin số đi ạ. Mây chiều bàn làng soi bóng lưa, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông lá một dài xanh như ngọc, vời vợi mắt ai buồn tái tê. Xa xa mây phủ non hồng lệ, đã vàng hoa tươi nở bên sông. Câu hát dân thương vương sóng nước, đó đây đó phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành hơn chỉ rứa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến khi thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mãi chèo buồn. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt bốn phương, nay trở về quê đò khác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, trong lòng xanh biển đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Trong lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Cô Loan ơi, cô đang cần collagen, cho cô 2 collagen nhé. Nhưng mà con chưa thấy số điện thoại của cô cho con xin lại số điện thoại của cô nhá. Đúng rồi cô Loan ơi, cô nổ số điện thoại của cô đi ạ. Sủi trắng hay sủi hồng cũng được, nhưng mà phải có số thì đi xin một chút được cho cô nhá cô ơi. Mua 2 body được tặng thêm 1 body và tặng kèm thêm 1 kem chống nắng cho chị Hải Phạm luôn. Bây giờ chỉ cần chị Hải Phạm để số là sẽ có đơn liền. Ok chị Nguyên Hiền 2 chống nắng ạ. Xa xa mây phủ non hồng lệ, đã vàng hoa câu hát dân thương vương sóng nước, đó đây đó phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, giận hờn chỉ rứa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mãi chèo buồn. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt bốn phương, nay trở về quê đò khác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, trong lam xanh biển đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Trong lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên xuôi.
nghe câu vĩ dạm người ơi. Sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông Lam xanh biển đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lửa bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Cảm ơn chị Hoàng Hằng có số điện thoại nhá. Chị ơi cứ lên số điện thoại là được ạ. À, chị gái hỏi là cái kem body này nó có chống nắng không? Dạ có nha anh chị nhá. Cái kem body này ngoài cái chức năng làm da của mình trắng hồng hào tự nhiên lên, nuôi dưỡng làn da mịn màng không có chất bào mòn làn da, mà nó còn có thành phần kem chống nắng ở trong đây để ngăn chặn da cơ thể của mình bị nắng, bị đen. Và nhớ là thoa từ cái cổ đi xuống thôi nha anh chị nhá. 480.000 đồng một chai. Mua ha, mua một chai tặng một tuýp kem chống nắng. Còn nếu mà mua phù xứng nghệ là chị Thơm, ok em cảm ơn chị. Chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao trớ trêu em là gió lướt qua nhanh để anh động lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim anh lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khí nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, đã yêu vội vàng. Vì cả tương lai nên là em trả nợ cứu mang. Một nụ hồng thơ ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phù phàng. Người muốn cứu ai trong màn đêm tối tăm đọa đày, tối tăm đọa đày. Người muốn tìm gì ở dưới đáy ly rượu cay, đêm đêm khóc than mình em có vắng nước giót cho chồng. Lòng sao anh quên đi và thôi ngóng trông em buông đi hết trong lòng. Em chưa anh Kiều Dân ơi, hẹn anh chị một ngày gần nhất nhé. Cảm ơn anh Phúc Hoàng ạ, cảm ơn chị Nguyệt Đặng, cảm ơn các anh chị yêu. Hát xong cái bài này nghe đói bụng luôn. Dùng sức quá. Nhưng mà bài này hay, cái nhạc nó rất là hay. Đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao trớ trêu em là gió lướt qua nhanh để anh động lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khi nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai tròn cánh nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, đã yêu vội vàng. Vì cả tương lai nên là em trả nợ cứu mang. Một nụ hồng thương ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phụ phàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đọa đày, người muốn tìm gì ở dưới đây ly rượu cay, đêm đêm khóc than mình em cảm mang đã xót cho chồng. Làm sao anh quên đi và thôi ngóng trông em buông đi hết trong lòng. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, đã yêu vội vàng. Vì cả tương lai nên là em trả nợ cứu mang. Một nụ hồng thơ ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác,
giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ dối gian. Người muốn cứu ai trong màn đêm tối tăm đọa đày, người muốn tìm gì ở dưới đây ly rượu cay, đêm đêm khóc than mình em cấm vương đã xót cho chồng, làm sao anh quên đi và thôi ngóng trông em buông đi hết trong lòng. Cảm ơn anh chị nhận lời khen quá hay hả anh chị, cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều. Ok, cảm ơn anh chị yêu, cảm ơn anh Chí Hạnh, chị Chí Hạnh chưa, cảm ơn chị Hương. Khoe không anh chị, được không? Em chào chị Tô Trâm. Cảm ơn chị vì vi phạm rất là nhiều nè. Em có một cái tâm sự với các anh chị mà rất hôm nay hai em vui, xem cũng vui lây. Cảm ơn chị Phạm Hương nha. Tụi em rất là mong mỗi ngày đều là gì, cái bằng cái gì mà truyền cái năng lượng vui vẻ tích cực đến với tất cả cô chú anh chị. Chúc cho mọi người thật là vui, thật là và khỏe nha. Ok. Rồi, anh Anthony còn mặt sáng nữa, rồi còn mặt sáng nữa. Mặt sáng hay là mặt sáng? Cảm ơn chị Thúy Nhi. Mặt sáng thì chắc là bộ em mặc áo trắng cho nên sáng hơn tí không? Tí về là loát lại cái cầm ngực bích chắc cười nẻ luôn mất. Đúng rồi, đàn bà cũ chỉ uống collagen thời gian là mới hết. Em chào chị Huệ, em ở Ngô Đồng ấy chị. Khi em không thuộc về ai thì em chắc có nên u hoài, khi em không thuộc về ai nụ cười em như ngàn tia nắng, khi em không thuộc về ai nhìn em buông lơi hững hờ, khi em không thuộc về ai nhìn đời bỗng dưng thờ ơ, là vì em đã không còn là của riêng ai. Bước chân em đi có bao người nhìn theo mơ ước, thế giới đông người em ung dung mỉm cười đêm bước, tóc xóa buông dài nụ cười làm ngây ngơ hồn ai. Khi em không thuộc về ai hàng bao ánh mắt vây quanh mình, khi em không thuộc về ai bao nhiêu người thầm gọi tên em, khi em không thuộc về ai nghe nhiều lời yêu thương đắm say, nên em không còn cô đơn vì mọi người đang ở quanh em. Hay quá anh chị. Cảm ơn anh chị, bài này là bài đàn bà cũ này anh chị, chúng ta cùng bình luận nhiều lên. Và vẫn còn 2,2k người đang theo dõi chúng em, tuyệt vời quá anh chị. Cảm ơn chị Anh Mai Ngọc nhá. Khi em không thuộc về ai thì em chưa có nên u hoài, khi em không thuộc về ai nụ cười em như ngàn tia nắng, khi em không thuộc về ai nhìn em buông lơi hững hờ, khi em không thuộc về ai nhìn đời bỗng dưng thờ ơ, là vì em đã không còn là của riêng ai. Bước chân em đi có bao người nhìn theo mơ ước, thế giới đông người em ung dung mỉm cười, xóa buông dài nụ cười làm ngây ngơ hồn ai. Người đàn bà cũ khi không
còn là của riêng ai. Trăng em tuyệt vời từ nụ cười bờ môi ánh mắt lung linh sáng ngời như hoa trong vườn xuân khoe sắc bao gã si tình. Không tin cuối cùng đi. À, kìa. Được không? Kìa, cũng bài này được. Hay đấy. Cũng hay mà anh chị. Thôi, bởi vì rau không ai mua cho nên đói. Đúng rồi, cũng có thể là như vậy đấy. Ok nhá anh chị nhá. Collagen sủi trắng thì là 1.500.000 đồng một hộp. Mua 2 tặng 2, mua 4 tặng 4 nè anh chị. Giúp da săn chắc, tăng tính đàn hồi cho da của mình. Đặc biệt là nó giúp da mình giảm sạm, giảm thâm, giảm nám rất là hiệu quả luôn. Đó, anh chị cứ dùng khoảng 2-3 tháng anh chị sẽ thấy tác dụng của nó nha. Ok, Nhân Lệ xin lỗi anh chị là bài kia bị lỗi tí. Mai em bù cho anh chị bài này nhá. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã nhiều rồi. Một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì. Biết bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây. Cuộc sống nào chờ này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mà bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi tình còn nồng. Con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em? Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chắp cánh, xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Bài này lâu lắm rồi em không hát anh chị, nâng lên tí. Cảm ơn anh chị, nghe cái bài này nó dễ ngủ anh chị ạ. Người tình si,
suốt con đường ai dìu lối. Hãy yêu nhiều người em tôi, xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Xin gửi lời chào, một lời thương, một lời yêu.